còn không muốn hưởng cảnh ta bà này. Và ở đây mà tiền muôn bạc tỷ, làm quan làm vua làm chúa, thế rồi cũng đi vào định luật vô thường là sanh lão bệnh tử. Nếu mà đến cái lúc là tích tốc chiếc hồi thiên thu vĩnh biệt thì không thể nào mà chúng ta giải thoát được. Thì thử ra là cái người mà muốn về có Phật đó, là cái người thế giới cực lạc đó, là chúng ta phải có cái người cực lạc thế gian. Cái người cực lạc thế gian là cái người không còn mê nhiễm cảnh đời này, và coi xem thường là những cái danh lợi tình, người ta dám buông bỏ hết trơn. Thì cái chỗ đó là cái chỗ ông Phật, ông đi thành Phật đâu gì. Mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, dốc ngọc trong cung phế tước liền. Xem đó hỡi người mau lập chí, tu hành khá nhớ giữ cho nguyên. Đức Thầy cho biết đó là bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật đó, lập thân cõi trần, vượt cảnh khổ muôn phần u ám, ganh ghét hờn thì thả muôn bề, khuyên trong nam nữ chợ quê, cúi đầu thiện niệm trong về Tây Phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ cung kính Đức Phật Đức Thầy. Kính trình Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, Cảm ứng chứng minh. Thưa chư quý đồng đạo kính mến, chúng ta hôm nay sống trong thời kỳ Hạ Ngôn Mạt Pháp, là thời kỳ cùng cuối. Từ cái Hạ Quân Hạ mà chuyển qua cái Thượng Quân Thượng, mà Thượng Quân Thánh Đức kỳ này đó, Đức Thầy sẽ trở lại lập Hội Long Hoa. Mà Hội Long Hoa kỳ này là Hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, người hiện đức á, được phò chân Chúa. Hay là cõi Trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu. Và nhiều cái vị Phật đã lân lưu trong nhiều nước, Đức Thầy chúng ta hôm nay cũng vậy. Nghĩa là Ngài vì cái bổ nguyện lớn lao mà tận độ sinh chúng, là luôn luôn lòng của xin Đức Thầy là lúc nào là xúc động tâm hoài gọi chúng sanh. Lòng từ bi của Phật là luôn luôn lúc nào cũng là điều nhớ tới chúng sanh, gọi là xúc động tâm hoài gọi chúng sanh thoát ly cảnh tục, sớm tu hành. Chữ thoát là ra khỏi, ly là lìa có cái cảnh tục này, để sớm tu hành. Tu là cho sửa, hành là đúng theo cái phương pháp các ngài đã chỉ dạy. Thoát ly cảnh tục sớm tu hành, giác thiền đến bến đưa người thế, chớ đắm hồng trần nẻo lợi danh. Nơi đây là cái cảnh hồng trần, mà cái cảnh gọi là nhút nhơ. Trường đỏ đen là chỗ nhút nhơ, biết bao người vì nó phải bơ vơ, sự nghiệp hết gia đình tan nát. Sớm tỉnh ngộ lên đường giải thoát, chốn ta bà đổ bát chết chen chăn. Nếu lỡ cơ mua tảo bán tằng, thân chí cực nợ lần khăn chẳng dứt. Và hôm nay chúng ta được quy y theo giáo lý Thầy, là quy y đầu Phật, là nương nhờ nơi cửa Phật. Sao gọi là quy y mà đầu Phật? Tại vì cái chuyện của ông Phật ông làm đó, cái khó mà ông làm được. Cũng như chúng tôi nhắc lại lịch sử của Đức Thích Ca Mâu Ni Tự Phụ, Ngài dám bỏ đền vàng, dám bỏ cung điện, và dám bỏ vợ đẹp hầu sinh là lụa, mà Ngài được xuất gia tầm đạo. Như vậy thì cái chuyện khó mà ông Phật làm được, gọi là chúng ta hôm nay được quy y đầu Phật, là cái chuyện làm quá xứng đáng của vị Phật đi, Bồ Tát đi, mà chúng ta thấy rằng quá cao thượng, thành thử ra chúng ta mới đầu Phật. Và quy y đầu Phật là nương nhờ cửa Phật. Ở đây chúng ta chỉ nương nhờ, mà nương nhờ đây là các ngài đã đắc đạo rồi, thì nương nhờ theo chánh pháp đó mà chúng ta đã hành trì đúng theo phương pháp của Ngài. Và làm nương nhờ theo cửa Phật, làm y theo lời Phật dạy, làm y là làm không khác. Tại vì các ngài đã thành đạo rồi, các ngài đã thành trong cái chánh giác rồi, và các ngài nói trong trí tuệ, nói trong thần thông, nên chúng ta phải nương nhờ cửa Phật, chỉ làm y theo lời Phật dạy. Bởi vì con đường đó đó, Ngài đã chỉ chúng ta thành Phật, rồi chỉ chúng ta thành thánh, chúng ta thành thần. Đức Thầy cho biết đó là bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật đó, lập thân cõi trần, vượt cảnh khổ muôn phần u ám, ganh ghét hờn thì thả muôn bề, khuyên trong nam nữ chợ quê, cúi đầu thiện niệm trong về Tây Phương. Là hằng ngày chúng ta lo làm lành, chúng ta lo niệm Phật, chúng ta mong về cảnh Tây Phương cực lạc thôi. Và nếu như ai có chí làm lành, chuyên niệm Phật đó, cầu sanh Phật quốc,
cả vũ trụ khắp cùng vạn vật dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ với cuộc luân hồi thì cái người đi tịnh độ đó là mong rằng chúng ta đi qua bển để rồi an hưởng thôi, chứ còn không muốn hưởng cái cảnh ta bà này. Giờ ở đây mà tiền muôn bạc tỷ, làm quan làm vua làm chúa, thế rồi cũng đi vào định lực vô thường là sanh lão bệnh tử. Nếu mà đến cái lúc là tích tốc chiếc hồi thiên thu vĩnh biệt thì không thể nào mà chúng ta giải thoát được. Thì thử ra là cái người mà muốn về có Phật đó, là cái người thế giới cực lạc đó, là chúng ta phải có cái người cực lạc thế gian. Cái người cực lạc thế gian là cái người không còn mê nhiễm cảnh đời này và coi xem thường là những cái danh lợi tình người ta dám buông bỏ hết trơn. Thì cái chỗ đó là cái chỗ ông Phật, ông đi thành Phật đâu gì. Mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, dốc ngọc trong cung phế tước liền. Xem đó hỡi người mau lập chí, tu hành khá nhớ giữ cho nguyên. Là các ngài không danh, không lợi, không tình, và còn hành tứ vô lượng tâm, thì cái người đó là sẽ về nơi thế giới cực lạc. Mà thế giới cực lạc thì có liên qua chính phẩm. Đức Thầy còn nhắc rõ hơn là liên qua chính phẩm ở Ngọc Tòa được lĩnh thiên đình ở Sai Ta. Trong liên qua chính phẩm từ thượng quân thượng, trong cái liên qua đó là thượng phẩm thượng sanh, trung phẩm thượng sanh, trung phẩm hạ sanh, và trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, và hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Là trong cái liên qua gọi là chính phẩm, thì cái người mà khi mà hành về pháp môn tịnh độ và trừ tập ác thì cái người đó sẽ được vào liên qua chính phẩm, tùy theo cái đức tin của mình và tùy theo cái niệm Phật của mình sẽ được vào liên qua chính phẩm đó. Còn nếu người nào về pháp môn tịnh độ mà khi nhớ khi quên là đến cái chỗ là đớ nghiệp vãng sanh, thì khi đớ nghiệp vãng sanh đó, khi gần lúc lâm chung thì có diện trí thức và có người đến để trợ cái niệm cho chúng ta, thì cái giờ đó, đó chúng ta đi qua thế giới bển đó là gọi là đớ nghiệp vãng sanh. Và còn thêm những cái phần một pháp về cầu nguyện đó, Đức Thầy đưa cho toàn thể đồng đạo cầu nguyện đó là để chi? Để trợ tiếp cho những linh hồn đó còn đang kẹt ở mê đồ. Nên trong cái bài cầu nguyện Đức Thầy cho biết á là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần. Nam Mô Di Đà Phật 3 lần. Với Phật Tổ Thầy, nay mình thành tâm cầu nguyện cho tên người chết, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền cực lạc. Như vậy thì cái người này còn ăn đang ở mê đồ, còn đã kẹt cái gì đó, thì nhờ anh em đồng đạo cầu nguyện là tuần thứ nhất, tuần thứ hai, tuần thứ ba, tuần thứ tư, tuần thứ năm, tuần thứ sáu và tuần thứ bảy. Trong bảy tuần này thì theo kinh đó là Địa Tạng đó là siêu thoát hay không là do 49 ngày mà con cháu phải thành tâm cầu nguyện. Từ bông hoa, từ cho đến đại đằng, từ đến con cháu phải tha thiết cho cái buổi cầu nguyện đó, thì cái người chết đó hưởng một phần, người sống hưởng đó là sáu phần. Nhưng mà trong cái một phần đó không phải ít, nhờ nhiều người cộng lại đó là đến cái lúc đó là sẽ có phẩm vị cao. Còn người nào giải thoát rồi thì tăng thêm phần phẩm vị. Đó là một cái niềm tin của người đi vào tịnh độ, mà cái tịnh độ này dứt khoát từ hiện tiền, chứ không phải là đến lúc chúng ta làm chung mới niệm được đâu. Bởi vì khi mà đến cận tân nghiệp rồi đó thì tất cả những cái nghiệp đó là khó mà chúng ta để niệm Phật được, khó mà trong cái việc chúng ta vãng sanh được. Nên kinh Đức Phật A Di Đà đó, nếu chúng sanh nào mà đến lúc lâm chung nhẫn niệm từ 1 đến 10 đó là nhất tâm bất loạn, thì nếu không thành chánh quả thì ngài không ngồi nữa ngôi vị chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì bây giờ pháp môn tịnh độ này đó là pháp môn đó là từ hiện tiền chúng ta phải quân tập sống ở đây, ở cảnh trần này. Thì cái người tu tịnh độ là cái người xem nhẹ thường trong cái vật chất và cái danh lợi. Mà Đức Thầy còn cho biết rõ hơn là trong quyển năm đó, nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật đó cầu sanh Phật quốc, là luôn luôn lúc nào lòng của chúng ta buông bỏ cả đời này để về thế giới cực lạc, cũng như trong đời là về nhà cha mẹ, là nơi đức cửa từ nhà tiên cửa Phật. Như vậy thì khi qua bên bển rồi đó thì đường sinh mạng Phật ta động thọ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn, tử thần kia đâu dám dắt hồn, thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tử. Thì cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sinh nhai, chí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Nghĩa là tất cả những vị Phật mà trước đây đó là ngài cũng như chúng sanh vậy, là ngài cũng còn chúng sanh, nhưng mà qua những sự ngài tu tập
thì bây giờ đó là ngài mới thành chánh đẳng chánh giác, rồi đến lúc đó là ngài đã thành chánh đạo. Và ở đây chúng tôi muốn nhắc lại là khi mà ông Sĩ Đạt Ta đó là ông ngồi tại cổ Bồ Đề ông đắc đạo trước, thì nó pháp tứ đế độ đời trước hơn các pháp và chỉ con đường trung đạo cho người hành theo. Như vậy thì bây giờ đó là trong cái tứ diệu đế đó, một đó là tập đề, hai là khổ đề, hai đó là diệt đề, ba là khổ đề, bốn là đạo đề. Như vậy thì chúng ta muốn được vào ở trong mà tứ diệu đề đó thì trước hết đó là phải tập tu. Bởi vì tứ diệu đề ai có mến ưa thì lão cũng kể sơ thêm nữa chữ tập đề Na Đà mở cửa để đem vào khuôn khổ người hiền. Đức thầy mở cửa đây đó là nơi cái đạo lành mở cửa nơi miền Nam Bang. Theo cha ta đến chốn tiên bang đặng xem các nước hội hàng năm non. Vậy thì đạo đã mở cửa rồi, thì bây giờ đó là chúng ta muốn vào cái cửa đạo đó là chữ tập đề Na Đà mở cửa đem vào khuôn khổ người hiền. Chúng tôi muốn nhắc lại trong cái khuôn khổ cái người hiền. Bây giờ gọi nào là cái khuôn khổ, cái gì mà Phật đắc đạo rồi đưa vào cái chân truyền của giáo lý của kho tàng pháp bảo, đó là một cái khuôn, là một cái khổ. Bởi vì là các ngài đã đắc đạo rồi thì chỉ có đường đó chúng ta phải đắc đạo thôi. Bởi vì mình quy y đó là với ông Phật phải thành Phật, quy y người phàm là thành phàm. Cũng như bây giờ quý vị muốn học cái ông thợ sửa máy thì quý vị thành ông thợ sửa máy, và muốn học cái người thợ mai thì thành thợ mai. Mà chúng ta quy y với ông Phật đó là chúng ta phải thành Phật. Như vậy thì bây giờ đó là trên dưới trời chẳng ai bằng Phật, khắp mười phương hẳn thật khó so, dòm trong cõi thế rộng to một người khó kiếm sánh đo cùng ngài. Ngài là vua pháp tột cao, khắp trong ba khổ chẳng ai sánh tài, tiên người đồng kính đạo thầy cha lành khắp cả bốn loài chúng sanh. Nay tôi quy mạng là tu hành, thì nói chung ra là mình đã quy mạng rồi, đã theo con đường đạo rồi, thì mà nguyện trong cái chúng ta dự trước nghiệp sanh ba đời, thì trong cái nhiều tiền kiếp mà chúng ta đã lăn lộn cảnh ta bà này, nó quá đau khổ rồi, quá nhiều rồi, mai duyên hôm nay là chúng ta được giác ngộ chân lý, là con người khi giác ngộ hiểu rồi là sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dài gió giảng sương, cánh ta bà này sống người nào thì nghĩa là càng đau khổ chuyện đấy. Bị nơi đây đó là nơi cái cõi tạm, mà nơi cõi tạm thì sông sầu biển khổ, tới sông sầu biển khổ lắm, là ngựa xe cám dỗ tao nhân, gây ra lắm nợ phong trần, lưng hồi sáo nẻo khôn lần bước ra, sống trong dòng lục đạo lưng hồi đã nhiều tiền nhiều kiếp rồi. Bây giờ đó là chúng ta đang đứng ngã ba đường, thì bây giờ đó là chúng ta chỉ còn cố gắng niệm Phật là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Thì cái người đi tịnh độ là cái người buông một lấy một. Nếu chúng ta bây giờ đi vào pháp môn tịnh độ đó, không phải chúng ta niệm Phật đã thành Phật, mà niệm Phật đó là căn cứ theo lời của thầy là để trừ vọng niệm chúng sanh. Vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt, vì vọng niệm vì diệt thế trần ấy đó mà không cho khỏi lòng an lạc, phiền não ngăn che chân tâm mờ ám. Nên nay chi hãy thành tâm niệm Phật thì niệm một niệm Phật lìa một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật lìa tất cả niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn thì các tình dục và tình ham muốn, có cái sự tình dục và cái sự ham muốn còn đâu mà nảy sinh ra được. Như vậy thì bây giờ niệm Phật là niệm bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng mình được nương theo đó mà chẳng còn trượt nhiễm chẳng ai. Kính thưa toàn thể liệu quý vị, nếu chúng ta đi vào cái khuôn khổ thì Đức Thầy dạy trên 20 văn lời đã quá đầy đủ chúng ta rồi, mà cái gì mà thầy dạy hôm nay gọi là khuôn khổ. Nên chúng ta đừng bỏ cái khuôn khổ này, bởi vì quý y là phải làm y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Như vậy thì bây giờ đó là trong cái phương pháp mà Đức Thầy chỉ biết là tín đồ cùng các chư tăng từ rài chấp đến nói năng trọn lời, hay hoặc là nghe cặn lời chứ có mồ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo rất đạo. Như vậy thì bây giờ mình đã theo con đường đạo Phật rồi thì cả cuộc đời chúng ta chỉ còn có một cái sự hy sinh, mà hy sinh này là quãng đời chúng ta nó rất là phải nói rằng là ngắn ngủi. Chứ đúng ra đó là theo cái chân lý nhà Phật đó là nhiều tiền kiếp đó chúng ta tu mới thành chánh đạo được. Nhưng mà cái kỳ này nếu chúng ta chịu buông xả và chỉ một kiếp thay phương hồi hướng thì thoát mê đồ với cuộc luân hồi. Chúng ta đang ở cảnh mê đồ và cảnh đau khổ này, mà cái cảnh này gọi là cảnh thế gian dường thể chốn lao tù, trong biển khổ mấy ai mà thoát đặng. Nơi cửa thánh thì ôi người càng quạnh vắng, mà chốn nhà ma chen chúc quá thêm đông, biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Cái người đi vào đạo là có người hạnh phúc, chứ chúng ta đây để tìm cái hạnh phúc ở đây là ở ngoài đó, gọi là cái hạnh phúc giả,
ai ai cũng tới cái ngày mà lễ thành hôn đó, người ta chúc là đôi trẻ trăm năm hạnh phúc, nhưng mà thế rồi có hạnh phúc gì đâu. Lê quay rồi là vợ chồng thôi, rồi đập đầu chảy máu, rồi nghĩa là ly hôn gì nó đầy đủ, nó quá sức rồi thì nó có hạnh phúc không? Mà cái hạnh phúc cao nhất, tột đỉnh nhất đó, là hạnh phúc của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật đó là Ngài mới có cái bài tình yêu, mà cái tình yêu là cái tình yêu tột đỉnh, mà tình yêu không có tình yêu nào mà cái tình yêu đó là nhân loại, mà Đức Thầy đã nói. Bây giờ chúng tôi xin ngâm lại một cái bài tình yêu nhân loại cho quý vị nghe nha. Ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời yêu vật lặng non sông, tình yêu chan chứa trên hoàng vũ, không thể yêu riêng khách ma hồng. Nếu khách ma hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy xoay chiều hướng về phụng sự cho nhân loại. Sẽ gặp tình ta trong khói ta đã mang một khối tình, dường như thể hại giới sơn minh. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lặng chung mà sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, đối với tình yêu bao la rộng lớn của Đức Thầy là Ngài không yêu riêng một ai mà yêu khắp muôn loài lẫn chúng sanh, thì đó là một cái chân lý mà Đức Thầy đã dành cho toàn thể tín đồ theo cái gương hạnh đó, để chúng ta làm theo hạnh Phật, để chúng ta hưởng quả vị Phật. Và đó là một cái khuôn khổ mà Đức Thầy đã đi trước đã thành Phật rồi, là đã đắc đạo rồi, nên Ngài chỉ chúng ta là ngồi từ cánh Tây Phương Bển mà Ngài qua đây là muốn tu tỉnh Nai Đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bỏ ta truyền dạy, nên khổ lao khùng không có nại, miễn cho đời hiểu rằng đạo màu. Ai muốn tầm đạo cả câu sâu thì phải dẹp tánh tình nữa kỹ, mau trở lại đừng theo tà quỷ tham sân si cho để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong vòng bệnh khổ. Chúng ta còn trong vòng bệnh khổ là còn triền miên, là còn trong nhiều kiếp này đến kiếp khác, là hôm nay chúng ta được mai duyên là cái kỳ này gọi là kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh. Thì bây giờ đó là chúng ta muốn thành Phật thì phải làm theo hạnh của Phật, và muốn thánh thì Đức Thầy cho biết đó là Dương Trần Bát Nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền. Và trong cái cảnh tiên đó thì Đức Thầy cho biết là phước nhiều tiên lãnh cảnh lên rài, hay là ai là người trong cái biết về làm phước đó, là kẻ tu hành đã phước thì nên quyết trao thân tánh hạnh cho bền, niềm ơn nghĩa toan đền dứt nợ, ao sen báo Tây Phương đua nợ, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Giữa một cái mình làm phước và cộng thêm cái là về pháp môn tịnh độ là phước huệ song tu, còn cộng thêm về cái phần mà vị thần đó, Đức Thầy cho biết á, dầu công siêu cũng tặng vị thần nhờ hai chữ trung quân ái quốc. Mà cái kỳ này là cõi trung ương luân chuyển phương Nam mở hội thánh chọn người trung hiếu. Bây giờ hai cái chữ trung và hiếu, chữ trung đó là hết lòng, chữ trung là hết lòng chứ không gì khác ra. Bây giờ coi chúng ta có hết lòng với thầy tổ chưa, thầy dạy hết đây mà chúng ta có làm hết chưa, dạy chúng ta quá đầy đủ mà chúng ta làm có một à,
mà chúng ta làm trọn đời mà làm không xong rồi thì đâu có làm cái gì khác hơn được. Tại vì đó, cái thầy cho biết là giảng này đã cuối mùa thu, dễ ăn dễ ở chữ tu vuông tròn gì thì đục trong bốn cuốn ngọn ngành, phiên đời trao trĩa chữ lành cho xong, có một chữ lành mà làm trọn đời quý vị, có một chữ lành một thôi làm trọn đời, ăn lành, nghĩ lành, nói lành và làm lành. Mà trong cái lời nói này Đức Thầy cho biết là trong về cái khẩu nghiệp đó là các trò nặng nề hơn hết. Hãy lấy gươm trí tuệ mà dọn sạch má lòng, hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi làm sao, hãy lấy lòng bác ái mà cư xử với mọi người, cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, hãy ráng sức thi hành thì có thầy ủng hộ. Thì thử ra là chúng ta cố sức thi hành đi thì luôn luôn nó đều có cạnh Đức Thầy gia hộ chúng ta. Mà chúng ta đó là tu đây không phải là tu có chừng, không phải tu để cho ta khen, phải tu để là mình thấy ta đông mình tu theo, mà đây là cái tu để giác ngộ. Là giác ngộ là cái gì? Chữ giác đó là đối diện cái mê, mà ngộ là đang gặp cái chân lý rồi. Mà cái chân lý này đó gọi là xưa nay không có mấy khi Dương Trần có Phật dạy thì xuống đây. Như vậy thì chữ tập đề nó đà mở cửa để đem vào khuôn khổ mười hiền. Thì bây giờ thầy mở cửa từ năm 1939, mà tới cái năm Tý này đó, Đức Thầy cho biết là thôi chào đời khép cửa buồn duyên, có thiện căn á thì sớm lại cửa thiền câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Là chỉ có cái pháp môn tịnh độ là chờ ngày chung cuộc thôi. Mà cái chung cuộc kỳ này gọi là nơi cái biển đông, là còn một cuộc chiến manh giành xé khắp hoàn cầu, ré mọi nơi dòm xem châu ngọc chiều mơi, sao đời không sớm tách rời của mê, để cái việc thảm thê thê thảm mắt phòng trần từng lãm bi ai, cũng đồng có nhục hoài thai nên ta hết sức miệt mài dễ khuyên. Thơ với phú thần tiên gián bút bởi cơ trời đã thúc bên lưng, không tu chừng khổ cũng ưng, mà tu hành gặp cảnh vui mừng tổ thai. Như vậy thì trong cái tu đó mà chúng ta gặp cảnh vui mừng, mà vui kỳ này đó là vui không thể tột có vui được, mà vui quá vui đi. Như vậy thì bây giờ sau thầy tới gặp nhau Phật cảnh, ước trăm họ nhẹ mình có cánh đồng bởi về cực lạc bột đàn. Như vậy thì bây giờ đó là sau này mà cái ngày Long Hoa Đại Hội đó, thì cái ngày chúng ta sẽ hưởng muôn đời. Còn thế gian này mà giờ chúng ta hưởng thụ đây bao lâu đi chăng nữa rồi thì phải chia tay với chồng vợ, chia tay với gia đình, chia tay với tài sản. Mà cái người tìm bất sanh bất diệt đó là cái người buông bỏ hết. Thì chúng ta buông bỏ bao nhiêu thì chúng ta hy sinh bao nhiêu, chúng ta sẽ hưởng thụ bao nhiêu. Còn chúng ta gìn giữ bao nhiêu thì chúng ta sẽ mất tất cả bao nhiêu. Ở đây chúng tôi muốn nói tới là giặc trong thân và giặc ngoài thân. Cái giặc ngoài thân đó là những gì chúng ta tạo tác từ xe, cộ, tàu, bè, nhà, cửa, ruộng đất, vàng, dòng, chuỗi, hột, là hột xoàn, hoặc là những bất gì mà quý báu trong cái cảnh ngoài đó chúng ta mua gom đó là dành dụm đây đó, là cái vật ngoài thân. Còn cái vật ở trong thân đó là chúng ta trừ thập ác, hành thập thiện và rút rắc bát chánh đạo, và cũng như chúng ta làm lành, niệm Phật, hiếu hạnh cha mẹ, đó là vật trong thân. Thì chúng ta bố thí bao nhiêu chúng ta sẽ hưởng cái thế giới cực lạc bao nhiêu, và chúng ta hiếu hạnh bao nhiêu thì chúng ta hưởng bao nhiêu, và chúng ta niệm Phật và làm lành bao nhiêu thì chúng ta sẽ hưởng hạnh phúc đó bao nhiêu. Chứ còn mà tất cả cái đời này chúng ta chỉ đem theo tội và phước. Ngày xưa khi Đức Phật còn trụ thế thì khi bữa đó trong cái pháp hội, pháp hội thì hôm nay Đức Phật mới thiết cái đề tài gọi là vô thường,